phía Nam. Ban đại diện họ Lâm phái Quý và Ngọc cùng các phái đã nhận được thông báo tập sự ngày 1 tháng 1 năm 12 theo tiêu đề của Hội đồng gia tộc họ Lâm phái trưởng Đại Đồng, nhưng có cả hội trưởng Hội đồng Lâm tộc Quảng Ngãi ký tên, tức là cái tên với tiêu đề nó, ký tên nó không trùng nhau. Lần sau nếu có văn bản yêu cầu ghi chính xác tên của ban đại diện chúng tôi thì trong này ghi không có đúng tên ban đại diện. Về nguyên tắc, Hội đồng gia tộc Đại Lộc và ban đại diện họ Lâm phái Quý cùng các phái là hai tổ chức ngang nhau, chúng tôi không có trách nhiệm trả lời. Nhưng ngày 26 tháng 2 năm 12, chúng tôi nhận tiếp thông báo tập sự số 12 của ban đại diện Lâm tộc Quảng Ngãi với nội dung tương tự gửi toàn thể bà con nội ngoại trong gia tộc, nên chúng tôi phúc đáp cho cả hai. Đồng thời kính gửi toàn thể bà con họ Lâm có nguồn gốc từ ông thủy tổ Lâm Văn Hàm để bà con biết rõ quan điểm của ban đại diện họ Lâm phái Quý cùng các bác. Tôi sẽ trả lời theo từng cái mục trong này. A. Theo thông báo thực sự thì có 4 nội dung. Nội dung 1 là tham gia vào Hội đồng Lâm tộc Quảng Ngãi. Theo thông báo, tổ chức này đại diện chính thức cho dòng tộc họ Lâm Quảng Ngãi sống trên mọi miền Tổ quốc, không phải là tổ chức riêng của bà con họ Lâm có nguồn gốc từ ông thủy tổ Lâm Văn Hàm. Vì vậy, thủy tổ của ban đại diện họ Lâm Quảng Ngãi là ai? Đến ngày cúng giỗ của Hội đồng Lâm tộc Quảng Ngãi là ngày nào? Không lẽ lại trùng vào ngày 12 tháng 2 của Hội đồng Lâm tộc Đại Lộc, tức là của Quảng Ngãi thì phải khác của Đại Lộc. Nếu như sau này có tìm được một ông Lâm Văn Ích nào đó là